Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nha. Kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hôm nay đó chúng ta sẽ cùng nghe qua câu chuyện của ông Hai Dũng. Câu chuyện này là chính bản thân ông Hai cũng như là nhiều lần trong cái nghề của ông á, thì ông thấy được những cái chuyện tâm linh rất là hy hữu luôn, cũng rất là rùng rợn. Thì cái câu chuyện này các bạn, ông Hai Dũng chia sẻ là ông nói cái thời mà ông còn trẻ, năm nay ông 74 tuổi rồi, lúc đó ông cỡ hai mấy ba mươi đồ ha. Nói chung là cái nghề thì ông theo là cái nghề thợ lặn, mà cái nghề này á theo là theo từ nhỏ, tại vì ba ông cũng là lặn rất là giỏi, rồi còn tới ông cũng theo cái nghề từ nhỏ, mà cái người đã tập luyện ở dưới nước từ nhỏ đó các bạn. Thì ông Hai nói á, bây giờ thì nếu mà có một cái người nào lặn xuống nước được khoảng 1 phút 30 giây rồi á, mà lặn sâu á là đã thuộc dạng giỏi rồi. Nhưng mà ông nói là vào cái thời của ông á, thời đó người ta lặn rất là nhiều người lặn giỏi, và đối như ông á, thời đỉnh điểm đó ông có thể lặn ở cái khoảng cách hơn 10 thước thì ông lặn được khoảng gần 2 phút đó các bạn, có nghĩa là gần 2 phút ở dưới mặt nước á, ở dưới đáy sông á, có nghĩa là ông lặn thường ngày rồi, cho nên là từ từ rồi cố gắng từ từ cái nó làm như cái nó có được cái khả năng đó. Đó thì hồi đó lặn chỗ ông á, là chưa có thiết bị các bạn, kiểu như ông lặn là lặn không, lặn hơi không á các bạn. Rồi một là chỗ nào mà nó nông á, sào của mình hồi xưa có cái sào dài á, cắm xuống rồi lặn chỗ đó xong rồi chồi lên, không có thì lặn cắm sào cơi bên cách 5-7 thước 7 thước rồi đó, rồi quờ quạng rồi chụp sào lên, hoặc là cột đá vào dây để mà ra chiếc xuồng hay chiếc ghe vậy đó, rồi dục xuống rồi cứ neo theo cái dạng giống như cây neo vậy đó, rồi ra đó lặn thôi, chứ không có được thiết bị hỗ trợ như mình bây giờ. Mà nói chung lặn cũng không có ra những cái, có những người lặn này nó họ lặn ra được những sông lớn, còn ông Hai á thì ông lặn cái sông vừa phải, dòng nhỏ nhỏ thôi đó. Thì cái nghề đó nói chung nó cũng nuôi sống ông, và đặc biệt cái nghề này có đôi khi vào những cái thời tiết lạnh á, là phải nước mắm á các bạn, nước mắm mà phải múc muỗng uống để cho ấm cái bụng lại rồi sự lặn xuống dưới đó. Mà cái việc đó là thường xuyên rồi à, thì ông Hai chia sẻ Bảo hơi bị dắt các bạn, cái camera quay lấy cái miệng ra coi ăn hoài vậy sao còn kể, ngồi cầm camera quay phim ăn lấy chép hoài, giờ cái miệng mình cỡ không được bớt là nghe người thông cảm nha cả nhà, ngồi nó quay phim mà nó ngồi nó nhai nó ăn hoài cừ đại nín gì. Rồi mọi người thông cảm mà chúng ta tiếp tục câu chuyện. Thì lúc đó đâu cỡ hai mấy tuổi á, là cỡ như là cái nghề lặn của ông Hai Dũng này trong xóm là ai cũng rành, thậm chí là ba ông Hai là không lợi ông Hai đâu, lặn sức trẻ mà lặn ghê lắm. Thì có một lần hồi đó cái kiểu người ta đeo vàng á các bạn, rồi bị vớt xuống sông á, cái mới mướn ông Hai lặn, ông Hai ông mới lợi. Mà cái chuyện nó trớ trêu như vậy nè các bạn, cái người này á là cái lúc họ nói họ vớt vàng á là họ vớt cái gì, bà nói bà vớt cái bông tai đó, thì vớt cái bông tai nha. Mà cái kiểu như là không biết là ở trong gia đình của cái bà này á, bà có lén lút bà bán một bông hay gì thì không biết, nhưng mà cái lúc mà vớt xuống á thì bà nói là tôi vớt hai cái bông tai thì đeo hai bên, hai bông vậy nè. Cái ông Hai ông mới lợi ông lặn đi, ông lặn ông mò này nọ đâu, từ lúc mà 3 giờ chiều ông lặn cho tới 5 giờ mấy là 2 tiếng mấy đồng hồ á, cuối cùng ông chụp được. Ông chụp được các bạn, nhưng mà ông chỉ chụp được một chiếc thôi. Mà sau này mới biết là cái bà này á, một
chiếc bà đã đem bán rồi, bà làm cái gì không biết. Rồi bây giờ còn một chiếc còn lại á, nói chung là không phải bà dục xuống đó để mà người ta lặn, nhưng mà bà vô tình mới làm rớt, thì bà mới gài cái cớ vô là tôi rớt hết đôi bông tai xuống dưới đó. Bà nói là lúc đó bà mới gỡ ra để giống như bà vệ sinh này nọ gì đó không biết, rồi nó rớt. Ông hai thì đâu có biết cái bông tai của bà ra làm sao đó, thì ông mới lặn xuống dưới. Ông lặn xuống xuống dưới rồi cái ông chòi lên. Cái lúc mà 5 giờ mấy đó, là lúc đó là trời nó mờ mờ rồi, cái tháng đó nó mau tối lắm các bạn, là được cái bông tai của bà rồi đó. Thì do là mờ mờ tối, ông hai ông dòm không có rõ nha, nhưng có cái ông nhận được cái cũng phần nào là 50% cái hình dạng của cái bông tai đó rồi. Thì ông mới đưa lên, ông hỏi là chị ơi phải cái này không, thì bà mới chụp cái bông tai cái bà dòm. Thì cái lúc đó ông hai mới để ý bà là theo cái kiểu là bà sững người chút xíu cỡ 2-3 giây đó, rồi bà gật đầu. Do là lặn cái thời gian cũng lâu, ông hai cũng lạnh, và thêm một cái nữa là trời nó cũng sụp tối rồi đó. Mà nếu bông tai không lặn liền để cho qua ngày mai á, còn đâu nữa mà lặn. Bởi vậy cái sự để ý của ông hai tuy là có nhưng không có nhiều đó, thì không có biết được các bạn. Rồi cái ông hai ông nói là bà nói một cặp mà, cho nên là ông hai ông lên ông nghỉ mệt đâu có chừng 5 phút 10 phút gì đó, ông mới xuống ông lặn nữa. Thì lúc này cái bông tai của bà bỏ em túi rồi, bà để cẩn thận rồi, thì cũng nghĩ là cái người ta mắc của mà giờ nó tìm lại được, người ta để cẩn thận thì bình thường. Trên đường thì cũng đồn đồn nhau là bà tìm được một bông rồi. Cái do là nhà cửa người ta cũng con cái này nọ, mà ông thợ lặn đâu phải lặn là có liền đâu, thôi kệ người ta đi lên người ta ăn uống này nọ. Thì lúc đó chồng bà mới về, mà lúc đó ông hai ông lặn xuống dưới rồi, cho nên là cái ở trên là nói gì ông đâu có biết. Ông mới lặn đâu 3 hơi nữa thì ông mới chụp được cái bông tai nữa, ông mới đem lên các bạn. Ông đem lên ông đưa cho bà đi, thì cái bà này á là bà bảo gọi như là bà bảy đi, cái bà bảy này bà mới đưa cho bà, thì bà nói là đúng rồi bà đúng liền khi mà vừa đưa lên luôn đó. Nhưng mà ông hai ông mới giật mình một cái á, là do ban đêm cho nên là bà ngồi ở trên cái chỗ cái cầu á, bà cũng đem theo cái đèn, thì nó lướt cái bông tai đưa cho ổng là chòi lên nè, phải không chị, này nói giữ sạch đưa nè đó. Thì cái bông tai này á, nó có cái phần là ông hai nhớ là không có giống như cái bông tai vừa rồi. Mà các bạn biết phụ nữ người ta đeo bông tai là hai bên nó mới giống nhau chứ, chứ tại sao lại nó có cái vụ khác. Có điều ông hai cũng không biết, tại vì đâu có biết bà này mới đeo bông tai làm sao đâu. Rồi lặn được là cho người ta là mừng rồi, thấy vậy thôi ông hai cũng mừng, hô mừng quá chị ơi, thôi giờ vậy được vậy rồi. Thì bà mới trả cái tiền và bà cho thêm một chút xíu, ông hai ông về, cái việc nó hết sức bình thường thôi. Nhưng mà không biết được các bạn là cái bà này á, bà bán hết một bông rồi, còn có một bông thôi. Mà cái bông tai đầu tiên khi ông hai ổng lặn, ổng đưa lên cho bà, cái bông tai đó không phải của bà. Cái bông tai lặn được đầu tiên á, đưa lên cho bà không phải của bà, có giá trị hơn cái bông tai của bà nha, gấp mấy lần á, 2-3 lần lận, nhưng mà không phải của bà. Chỉ cái bông tai thứ hai mới là của bà đó. Đó, thì khi mà ông hai ông về, ông cũng làm việc này nọ xong xuôi đâu đó 3-4 ngày sau á, thì cái người chồng của cái bà Bảy là ông Bảy mới đi qua hỏi, ơi thằng Dũng, bữa mày lặn cho vợ tao là được một cặp hay là một cái bông đó. Thì ông Dũng, ông hai Dũng lúc này ông cũng nói, ủa cái gì bông là sao? Ông mới hỏi lại, mày lặn cho vợ tao á là tìm được một cặp bông tai hay là chỉ một cái bông tai thôi? Ông hai mới nói được một cặp. Thì ông này ông nói một cặp hả? Thì thật ra là bởi rồi các bạn, cái vụ mà bà Bảy á, bà bán cái bông đầu tiên rồi đó, rồi cái bông này nó rớt á, thì bà mới gài cái cớ vô thành là vớt 2 bông luôn. Nhưng mà cái vụ đó nó bởi rồi, cho nên là ông Bảy ông biết. Thì cái lúc mà bà lụm được bông tai đem lên nó 2 cái đó, thì bà mới nói với ông Bảy á, là mới nói với chồng bà là tìm được có một bông thôi, còn bông kia mất tiêu rồi. Mấy người kia lúc đó là đi lên trên, tao đâu có hay mà ông hai lên đâu có nói đâu. Thì em nghĩ bình thường lặn xong đưa lên rồi mình đi về, mình lạnh lẽo mình về mình ăn cơm nước này nọ nữa.
Đó thì ông hai mới thấy là lạ, rồi ông hai mới nói là ừ bữa đó thật sự là tôi thấy hai cái bông nó có phần không giống nhau. Đó, thì ông mới xè cái tay ra, ông nói là phải cái bông này không? Với lại cái bông này không? Nó thì ông đưa hai cái bông ra. Ông nói ừ, đúng rồi, nó vậy nè. À, ông bảy ông mới nói á, là cái bông này nè, cái bông màu xanh này nè, có cái mặt ở giữa màu xanh nè, là cái bông này của vợ tôi nè. Còn cái bông bên đây nó giá trị hơn mấy lần, là không phải của vợ tôi. Nhưng mà bây giờ á, là vợ tôi á, ban đầu nó bán hết cái bông màu xanh rồi. Rồi nó, cái bông này không phải của nó, nhưng mà nó tham. Nó mới giữ lại, nó định bán đi. Nó lấy tiền, nó cờ bạc. Thì cái này nó bán rồi là tôi lợi ngay chỗ đó, tôi chuộc về nè. Ông hai nói ủa vậy sao ông qua ông hỏi tôi? Thì tao hỏi mày á để xác nhận coi chính xác hay không. Rồi ông mới ngồi ông kể các bạn cho ông hai nghe, mà tao nói kể nghe rồi ông hai xanh mặt hết trơn. Nói là các bạn hiểu được cái trình tự sự việc rồi ha. Có nghĩa là cái bông nó không phải của bà. Mà bà nhặn bà giấu, bà nói chồng bà là tìm được con bông mà. Thì thật sự bà vớt con bông mà. Đó, thì bà mới đem ra bà bán cái bông của người ta. Nhưng mà ngày đầu bà đâu có dám bán, bà để trong người. Đó, bà để trong người. Thì 2 ngày sau bà mới đem bán. Bà bán cũng ngay cái chỗ mà lần đầu tiên bán cái bông màu xanh đó. Đó. Thì tối cái đêm đó cũng ngay cái đêm mà lặn đồ đó nha, thì khuya đêm đó đó bà giữ kỹ lắm. Ông bảy ngoài đây thì nói rằng bà mà hớ hên này nọ rớt hết bông rồi, rồi còn bông còn lại có giá trị gì đâu, bán cũng lỗ nữa. Thì từ từ tôi tính ông ơi, định như là nói sao nói, bà cũng nói bình thường vậy đó nha. Bà mới giấu cái bông đó trong cái, giống như lần bà đàn bà họ hay có cái túi quần ở dưới đây nè các bạn, mặc đồ này họ hay có cái túi quần ở dưới đây nè, bà mới để vô, bà để vô và bà cất kỹ lắm. Thì bà ngủ, ông bảy do bực mình cho nên là đêm đó ông đi nhậu với người bạn về khuya, thì đâu khoảng đêm đó là 1-2 giờ sáng ông bảy mới về nha, còn bà thì khoảng 11 giờ rưỡi á. Bà đang ngủ ngon vậy thì bà cảm nhận được một cái người đứng ở cái mùng mà đứng bên ngoài vậy. Đứng theo kiểu dòm bà mới tưởng là ông bảy. Bà bảy bà tưởng là ông bảy. Bà mới xích vô cho kiểu là ừ, ông giờ ông nhậu về thì ông lên nằm ngủ. Thì bà xích vô vậy hoài mà bà sao không 5 phút gì rồi mà bà không thấy chồng mình lên. Bà mới quay mặt ra bà dòm. Đó thì bà quay ra bà dòm bà thấy một cái bóng đen, nhưng mà cái tóc á, là màu trắng mà xõa dài ra nha. Ông bảy nào giờ làm như tóc dài, mà con cái trong nhà không có đứa nào mà tóc mà dài trắng vậy chứ. Bà mới giật mình, ư ai 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 ai, ai. Thì bà mới vừa ai 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 cả người bà cứng đơ. Cái bóng đó đó không thấy nó mở miệng nói, nhưng mà bà nghe rõ ràng cái âm thanh mày mày lấy đồ tao à, mày lấy đồ tao, tao bóp cổ mày chết, tao bóp cổ mày chết. Đó thì bà mới đè bà bóp cổ, nhưng mà do lúc đó là không biết may mắn hay là cái gì, ông bà phù hộ sao không biết, chỉ bóp cổ được khoảng chừng 5 giây thôi. Bà bảy cảm giác ngộp thở và lạnh, rất là lạnh cái cần cổ, giống như hai cái bàn tay rất là lạnh nha, kẹp cổ bóp cổ bà. Có điều sau đó 5 giây thì tự nhiên mất tiêu, không có dấu hiệu chứ nhưng mà mất tiêu. Cái bà sợ quá đi, bà mới chạy ra ngoài. Bà chạy ra ngoài bà mới lợi cái chỗ cái buồng của con ruột của mình với con dâu đó, ngủ một buồng á, bà mới chạy vô. 1-2 là bà nằm ở trong đây bà không chịu ra. Con cái hỏi cái gì bà cũng im ru, bà không có nói chứ á. Mà không biết lúc này là ông bảy đâu nhậu, do phải giữ mẹ nên ở nhà. Đến khi mà 1-2 giờ sáng ông bảy ông về á, ông mới hỏi, thì bà nói là bà nằm mớ thôi. Giống như lúc đó là bà điềm tĩnh lại rồi các bạn, bà nói mới nằm mớ. Cái qua ngày sau sáng sớm bà mới đi lên trên chỗ ông thầy mà hồi đó hay coi bói các kiểu này nọ đó. Bà mới xin lá bùa, bà xin lá bùa bà đem về đó, bà đem về bà đeo. Thì tối hôm đó bà nghĩ rằng là rồi bây giờ mình đeo là coi như là không có chuyện gì rồi, tại vì bà đâu có biết là lấy đồ của tao là cái gì đâu. Bà chỉ suy nghĩ là ừ không biết làm sao mà cái vong này nó theo. Lúc đó là đầu óc bà quán rồi. Cái tối bà ngủ đi, bà ngủ chung với ông bảy, hai vợ chồng cũng ngủ ngon lành vậy đó. Thì nó mới đứng trên cái nóc mùng đó. Nó đứng trên nóc mùng mà nó kề cái mặt sát vô cái mùng vậy nè các bạn, mà trong buồng hồi đó tối hụi tối thui à.
cái nó mới hiện cái mặt nó lên. Cái mặt của nó màu xanh trành nha. Mà ta nói á nha, tóc tai của nó trắng xóa vậy luôn á. Đưa hai cái nanh vàng ngoằn. Thì bà mới quảng hồn, bà la nó mới dối cái tay xuống, nó bóp cổ bà. Mà ông Bảy nó có thấy, chỉ thấy vợ mình mày đưa cái tay như vậy nè. Ông mới la lên, rồi con cái trong nhà nó chạy vô, thì lúc đó mới xuất ra. Đó, cái bà Bảy bà sợ quá, bà nói là ma quỷ, bà la vậy đó. Ma quỷ đâu? Ông Bảy hỏi là ma quỷ đâu, cái gì sao đâu, bà bình tĩnh mà kể tôi nghe coi. Con cái cũng hỏi thì bà im cái sáng ra cái bà bệnh. Rồi bà cởi luôn rồi, bà cởi xong cái bà bệnh nha. Thì lúc này bà mới suy nghĩ á, là cái lúc mà nó bóp cổ bà nhớ lại, nó nói là mày lấy đồ tao. Thì bà mới nhớ là coi là bà có lấy cái gì ở ngoài hay không. Sực nhớ ra là trong người bà có cái bông tai. Thì thay vì cái đó bà nói thật đi, bà nói với ông Bảy là nó vậy đó ông ơi, tại vì bây giờ nó đã nguy hiểm đến tính mạng của bà rồi. Nhưng không, do là cái tính tham lam, rồi lại không có cái lòng nhân đạo, nó thẳng là như vậy các bạn. Bà Bảy này bà mới suy nghĩ á, bà nói là thì có khả năng là cái bông tai này là của ai, rồi họ chết hay gì đó, rồi họ theo cái đó, cái bông tai đó. Bây giờ mình lấy cái bông tai đó nên họ về họ đòi. Thì bà nghĩ là thay vì để bị đòi như vậy, bây giờ mình đem trả hay mình đem quăng xuống sông hay này nọ đó, thì nó lại mắc cái của. Bà mới suy nghĩ tới cái cách đem bông tai này đem bán cho cái người mà hồi đó mà bán bông tai rồi đó. Bây giờ nó có tìm, nó tới người đó nó tìm, nó theo cái nhẫn nó theo người đó nó tìm mà, nó đâu có theo mình. À, bà mới đem quẩn nó bán. Là đó là cái ngày sáng thứ ba bà bán. Thì bà bán xong rồi cái người đó người ta cũng thâu mua, tại nó thâu mua thôi, bà đem vàng qua thì người ta mua thôi, ta đâu biết cái gì, ta nghĩ là vàng nó của bà. Chứ đâu phải như kiểu mà kim cương có giấy khai sanh nào các kiểu này nọ mà biết của ai các bạn. Vàng mà bình thường, đó người ta mới mua. Người ta mua vô rồi, nó đưa tiền cho bà xong xuôi hết trơn cái bà đi về. Đó thì ngay buổi trưa hôm đó cái người mà chủ người ta mua cái đó, người ta mới ngủ. Người ta ngủ thì người ta đang nằm ngủ như vậy á, cái bóng này nó mới lợi. Nhưng mà lạ một điều là nó không có hiện cái hình ghê rợn rùng rợn gì hết trơn á. Nó không có nanh ngoằn hay là mà tóc màu trắng rồi cái hình màu đen gì không. Nó chỉ hiện hình ra như kể là một cái người đàn bà. Một cái người đàn bà đi lại đứng ngay bên cái nó nằm võng ngủ đó. Thì nó đứng ngay chỗ đó nó nói á, bây giờ tao nói mày nghe nè, mày đem cái nhẫn này, mày đem cái bông tai này nè, mày trả đi. Thì cái bà chủ của cái người mua, cái chủ bà mua vàng đó, người ta mới nói là ủa cái bông tai gì mà trả là trả cái gì, tôi đó giờ tôi mua thôi chứ tôi đâu có cầm cố gì của ai đâu mà trả. Thì bà mới nói á, cái bông tai á mày mới ba người ta mới mua, mày mới mua sáng đó, cái bà đó rồi bà đem qua bà bán cho mày đó, mày coi mày trả lại đi, tao cho mày một ngày để mày trả đó. Mày không trả là tao bóp cổ mày như bóp cổ bà. Thì bà nói xong cái quay mặt bà đi, bà đi ra ngoài mất tiêu đó. Thì cái người chủ tiệm vàng này mà thức dậy mà sáng tới giờ mình bán chỉ có mình duy nhất là có một mình mà Bảy bán cho mình thôi. Rồi bà lấy cái bông ra. Thì mà trước đó bà cũng là cái người mua cái bông đầu tiên của bà Bảy. Nói mà bán một cái bông là thấy thắc mắc rồi. Tại vì bán như vậy sẽ làm mắc giá của đôi bông tai. Nhưng mà bà bán một cái thì mình mua một cái. Đó. Mà bây giờ cái bông này nè, mới so lại hai cái bông nó khác nhau. Đàn bà cái không ai mà đeo hồi đó, ai mà đeo bông mà đeo hai cái khác nhau. Cái bà này bà cũng suy nghĩ nha. Mà tự nhiên bà lạnh người, bà nổi da gà hết trơn luôn. Đó. Cái bà mới suy nghĩ hoài vậy. Cái tới cái giờ chiều bà mới đi. Thì trên cái đường đi bà gặp ông Bảy. Bà mới bà đi với chồng bà nghe. Thì hai người mới kêu ông Bảy vô. Rồi kể cho ông Bảy nghe là vợ của chú. Thường thường là cái này không đi kể cho người ta nghe đâu. Nhưng mà cái bà chủ tiệm vàng này bà thấy cái gì đó nó kỳ rồi. Bà mới kêu ông Bảy bà kể lại là vợ anh trước đó có bán cái bông vậy. Mà tôi hỏi anh là vợ anh có cái bông như thế này hay không. Đưa cái bông mới ra cho ổng thì ổng nói không, vợ tôi nào giờ không có cái bông này. Vợ chồng thì đương nhiên là biết rõ. Bà chủ tiệm vàng bà mới nói là anh ơi tôi cởi hết cho anh nghe là như vậy. Đó thì khi mà cởi hết cái điều đó ra cho ông Bảy nghe, ông Bảy mới nói trời đất ơi vợ tôi bó tay với nó rồi, thôi bây giờ nó đã bán cho anh chị rồi thì thôi bây giờ anh chị lấy lời thương tôi lấy lời rất thôi, để tôi mua lại hai cái này. Thì cái bà chủ tiệm vàng mới nói thôi tôi mua bao nhiêu thì bây giờ tôi bán là anh bao nhiêu, tôi không lấy lời gì cả. Tại vì tôi biết cái tính anh,
Con cái chị thì cũng mê chuyện chơi đỏ đen quá cho nên là mới như vậy thôi, vợ chồng từ từ anh ơi. Đó thì cái bà chủ tiệm vàng bà nói như vậy xong rồi ông Bảy mới hứa, bà không cần ông Bảy đưa tiền liền nữa, ông Bảy hứa rồi ông Bảy mới về nhà. Thì cái lúc mà ông Bảy về nhà đó là lúc đó bà Bảy mới đi rồi, bà đi chỗ nào bà xè bài rồi, tại vì có tiền mà. Ông Bảy kiếm không gặp thì thôi, bây giờ cái chuyện trước mắt là phải đem tiền qua trả cho người ta để mà lấy hai cái bông đó về, rồi mới hỏi vợ mình cho kỹ lưỡng là tại sao có cái bông này. Nhưng lúc đó ông Bảy cũng không biết, không có nghĩ là cái hôm đó là mò được, tại nãy đâu có biết đâu. Ông Bảy chỉ nghĩ là nhầm khi bả đi chơi rồi có người mà cầm cho bả hay nọ, nhiều khi bả thắng bài đó, nhưng mà phải kêu vợ mình về. Cái này là làm như nhiều lần rồi không có nhịn được nữa, ông mới đợi. Thì bữa đó do là bà thua, mà các bạn biết rồi, mấy cái bà mà đang có tiền nhiều mà thua đâu có chịu về, phải ở lên ăn gỡ. Mà bà cái đồng tiền đó thì chơi thua hết trơn hả, bà thua sạch hết trơn, bà buồn. Lúc đó 8 giờ mấy rồi bà giật mình mới nói chết cha, chởi quá chởi rồi, bỏ cơm bỏ nước mà. Cái bà mới đi về. Thì khi bà đi về vậy đó, nửa đường các bạn ơi, bà xuất hiện ra, bà nhập vô. Bà nhập vô, bà đi tơn tơn về nhà, bà mới đập vô cái vách nhà bà. Lúc đó là 8 giờ mấy 9 giờ rồi, bà con ở dưới quê lúc đó ta ngủ trơn rồi. Bà đập vô, bà kêu ra. Bà nói là con vợ của mày á, nó lấy đồ của tao. Nó lấy đồ của tao, nó đem bán nó đi chơi hả? Chơi nè, chuyến này tao cho nó chơi nè, tao cho nó khùng khùng điên điên cho nó chết luôn nè. Đó thì ông Bảy lúc này không mới ra, ông thấy là sao mà nói chuyện ngang xương vậy. Ông mới hỏi thì cuối cùng ông biết, ông biết được là vợ mình đang bị dông nhập, mà cái dông này lại là chủ của cái đôi cái bông tai đó nữa. À, thì ông mới năn nỉ đi, ông năn nỉ rồi ông hứa cúng kiến này nọ, rồi ông hỏi là sao mà vợ tôi nó có cái bông này. Thì cái người đó họ chết họ linh mà, cho nên là họ mới nói là nó đó, thằng kia lặn nó lấy được, tao tao cản nó mấy lần nhưng mà cái mạng nó lớn quá nó cũng lấy được. Tức là ông Hai Dũng khi mà ông lặn xuống dưới ông mò mẫm á, thì cái bông tai của cái hồn ma này, cái hồn ma mà thành quỷ này thì nó cản lại, nó không cho ông đụng vô cái bông tai của nó. Con cái mạng số ông lớn đi, cho nên là ông quờ quờ hồi cái ông đụng ông mới đem lên, rồi nó cởi ra như vậy đó các bạn. Chứ đâu ai biết đâu, mà ngay cả ông Hai cũng đâu biết vụ đó đâu. Thì nó mới nói là nó đem lên, nó đâu có biết, mà con vợ của mày á, nó tham, nó nhận lấy của nó đem nó giấu, mà tao không vậy nè, nó để trong 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 quần trong háng nó, theo kiểu là bà nói là ừ để vô trong cái túi và giấu kỹ giấu kín đó các bạn. Cho nên là bà nói như vậy, bà mới theo kiểu là bà hằng rồi bà theo để bà bỏ nhập. Và bà nói là tao hành nó cho nó bỏ cái tính tham nó, cho nó khùng điên cho nó chết luôn, dẫu sao cũng vợ mình. Cho nên là ông Bảy ông mới ráng ông năn nỉ, ông năn nỉ thì cuối cùng cái dông đó nó mới chịu và nó xuất ra. Đó thì qua bữa sau ông cúng kiến này nọ xong xuôi đâu đó rồi á, thì ông mới chưa có dám biết, đâu có biết là quăng cái chỗ này ở đâu, cái bông này là cái dông, nó đâu có nói là phải quăng chỗ nào. Mình nhiều khi mình quăng vậy rồi nó nói nó ở dưới đáy sông nó lạnh lẽo, rồi nó lại nó bỏ đó nó lên nó theo nó ám vợ mình nữa làm sao để cho chính xác cái sự tình. Cho nên ông Bảy mới đi qua để mà hỏi ông Hai Dũng, cuối cùng là rõ ràng y chang, cởi cái điều đó ra rồi. Là ông Hai Dũng lúc đó cũng còn trẻ các bạn, cũng sợ cũng cũng lạnh mình chứ, thì ra là mình quờ thành một cái đôi bông của quỷ, nhưng mà may mắn một chỗ là mình không có tham, còn bà Bảy bà tham cho nên nó bị cái đó. Đó thì cái lần đó nó nghe ông nhờ ông Bảy ông cúng kiến xong xuôi đâu đó rồi, cái bông tai á ông Bảy mới khắn, ông nói là bây giờ sao tôi xin với là một á là cho tôi biết coi tôi làm cái bông tai này sao, hay là tôi nhờ thằng Dũng nó lặn dưới nó đợi đại dưới, nhưng mà nó lặn nó nhớ cái điểm nào á thì nó xuống dưới nó thả cái là cái điểm đó. Mà ông Hai Dũng cũng đồng ý, tại vì ông nghĩ là mình không tham cái dông này không có làm gì mình. Cái to ông mới ngủ một đêm đi, ông ngủ một đêm cái ông mới nằm mơ thì ông thấy nó nói bây giờ mày mày muốn cho vợ mày khỏi không, vợ mày không bệnh không, tại lúc đó bà Bảy bệnh rồi mà bà ngơ ngơ vậy đó. Dạ muốn, cũng năn nỉ bà trong giấc mơ, ông Bảy cũng khôn dí ông khôn cũng xin. Thì bà mới nói bây giờ mày muốn vậy đó, mày đi nhờ, đi nhờ cái ông ở chỗ đó chỗ đó chỗ đó đó, mà bà không nói là ông thầy hay là ông sư gì bà không nói,
Bà nói ừ, cái ông nói chỗ đó vậy đó, mày lợi đi, tao chỉ đường cho mày lợi đó. Rồi mày mày tao nhờ cái ông đó là được hả? Thì ông Bảy mới hứa. Thì cái dòng này mới nói ở cái điểm chỗ đó, ông Bảy cũng mường tượng cho thôi chứ không phải là chính xác. Khi mà ông tới chỗ đó rồi thì thí dụ như nó nói là ở chỗ đó, quẹo cái cua chỗ đó là có một cái cây à, thì cái nhà của ông kia gần ở đó. Và cái cây đó thí dụ như cái keo cái me vậy đi, ông cũng lợi ngay chỗ đó. Ông lợi ngay chỗ đó thì cái dòng mới nói á, mà nói theo kiểu là nói không hiện hình nói, mà nói cho ông nghe đó. Thì trong đầu ông nhớ lại là ừ, cứ đi thẳng thẳng tới đó là sẽ gặp. Ông đi theo, ông đi lên đó thì ở chỗ đó thật ra không phải là một ông sư, mà ở đó là một cái ông thầy. Nhưng mà ông thầy này ông không có làm nghề nữa, ông không có làm nghề nữa các bạn đó. Thì nó là lợi, nó xin ổng đêm qua rồi, giờ nó mới về nó báo mộng cho ông Bảy đó. Thì vô giao cái bông tay đó cho ông thầy, sau này là về là hết trơn luôn, vợ không có bệnh hoạn gì hết trơn á. Cái ông hai kiểu cũng tò mò mà, cho nên là đâu có từng lễ sau á, ổng mới đi qua cái chỗ ông thầy chỗ đó đó. Tại ông hai ông Bảy giờ ông kể biết chỗ, ông hai ông qua tới ông thầy đó rồi ông mới hỏi là thầy ơi, vậy chứ cái đợt đó thầy làm mấy bữa trước thầy làm sao cái vụ đó, tại vì con là cái người con lặn con muốn biết đó. Mới cười khà khà, ông nói có gì đâu mày ơi, nó là nó kêu tao á, là nó như là cái vong hồn nó chết á, mà nó vướng phải cái nghiệp lực cho nên là nó không có đi, nó dựa vô cái bông tai nó ở dưới đó xong á, thì vô tình cái mạng số mày lớn mày mới kéo nó lên được. Kéo nó lên thì do là cái con kia, ông dùng từ là con kia, nó ma quỷ nó cũng sợ chỗ dơ dáy đó, rồi nó lặn nó giấu cho kỹ, nó sợ chồng nó biết đó mà, cho nên là cái dông nó không chịu à, nó mới hành thôi à, với lại đồ của nó mà tự nhiên không phải của con Bảy, mà con Bảy nó lấy nó đem làm của riêng, thì đương nhiên cái đồ của không phải của mình, tham lam thì bị cái chuyện đó là đáng. Có điều cũng may mắn cho nó đó là thằng chồng nó biết điều à, chồng nó biết chuyện cũng năn nỉ xin xỏ này nọ, chứ mà bỏ không là con nhỏ đó nó chết rồi à. Cái ông hai ông mới hỏi là vậy chứ thầy ơi bây giờ là nó ra làm sao, cuối cùng là cái dòng nó làm sao. Thì có gì đâu mày, nó nhờ tao là làm cái lễ cho nó rời tiêu cái nghiệp nó, cho nó rời khỏi cái bông tai. Còn cái bông tai thì tao đem tao bán, tao bán xong rồi tao mua đồ cúng kiến rồi tao làm cái lễ cho nó, đưa nó đi đốt cho nó đồ, cho nó mặc, đốt cho nó xe ngựa, cho nó đi đầu thai là xong. Thì bây giờ thầy nói vậy thì nghe vậy thôi. Cái ông hai ông mới hỏi nó thầy ơi vậy chứ cái lúc đó cái dòng mới nói con mạng lớn á, là con mạng lớn sao thầy, rồi con làm nghề này có sao không thầy đó. Thì ông thầy ông nói đâu mà nói cái ngày sinh ngày đẻ mày tao nghe coi, nói cho ông nghe. Ông nghe rồi ông mới ngồi ông bấm 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 cái ông đoán ông suy ông luận các kiểu này nọ, ông mới cười khà khà khà, ông nói nè tao nói cho mày nghe thôi, nhưng mà tao nghĩ làm cái nghề này rồi, tại tao thấy mày cũng tốt đi lặng làm nghề á, lấy công sức ra làm chứ không có tham lam. Tại vì hồi đó hay có những cái thợ lặn người ta giấu vàng bạc rồi người ta lặn người ta không đem lên đó các bạn, ta giấu rồi người ta lấy riêng á. À, nhưng mà được cái tính là không có tham lam như vậy là ông thầy ông mới thương, ông nói tao thương mày cho nên là tao mới nói cho mày nghe thôi, mới coi cho mày vẽ thôi chứ nè à, sau này không có đi mà đồn nói tao thầy bà giỏi giang này nọ nghe. À, rồi người ta tới người ta phiền người ta phức tao không có được, tại tao có cái lời nguyện rồi. Cái ông hai nói dạ dạ thầy nói con nghe coi. Cái ông thầy mới nói mày á, cái mạng số của mày á là lớn, mà dưới đáy sông á nó nhiều cái lắm, nó không riêng về cái việc tâm linh đâu, không phải ai cũng làm được cái nghề này đâu. Thì bây giờ mày làm được rồi, mày ráng làm sao á mà cho nó đàng hoàng, và đặc biệt là khi nào mà mày có những cái cảm giác lạ, cảm giác mà hay, hoặc là mày lặn dưới rồi mày nghe ai nói cái gì không cho gì, thì mày nhớ là mày lên đi chứ mày đừng có đeo theo, mày đừng có giống như là cú lì mà mày lặn mày kiếm này nọ mày không tin tưởng nghe. Thì ông dặn vậy thôi chứ không nói gì nhiều, mà ông nói là cái mạng số của ông hai á kiểu như là dông bình thường này nọ là cũng sợ sợ không dám là gần, tại vì những người sinh ra có những cái mạng số khác nhau các bạn, có người có cái mạng số mà kiểu là mà dông ma tà là tránh xa khỏi cần thầy bà vậy chứ
Đó, rồi. Thì sau cái vụ việc lần đó đi, bản thân của ông hai cũng suy nghĩ rất là nhiều. À, vì hồi đó tới bây giờ không phải lần đầu tiên mà ông chứng kiến cái việc tâm linh. Có nhiều lắm. Nhưng mà có một cái á, là cái chuyện hy hữu như cái chuyện vừa rồi á, ông ấn tượng lắm. Và ông thấy là cái thế giới tâm tâm linh đôi khi họ cũng cũng có những cái điều rất là giống với cái người sống mình. Cũng biết giữ của, cũng biết sân si cái này cái nọ. Nhưng mà cuối cùng á là những cái dông mà cái chấp niệm không 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 lớn á, thì họ tìm cái cách để họ giải cái nghiệp của mình giống như cái dông vừa rồi. Còn riêng bà Bảy là do bà tham lam cho nên cái hậu quả bà phải nhận. Đó thì sau đó cái ông Bảy, xin lỗi các bạn, ông Hai á, ông cũng làm cũng bình thường vậy đó. Một thời gian đâu được có năm ba mấy tuổi, lúc đó ông có vợ con hết trơn rồi. Mà cái việc lặng hồi đó thì đâu phải có làm hoài các bạn. Rồi đôi khi người ta cần cái này cái kia lâu lâu mới có làm, chứ còn bình thường cũng phải làm thêm việc này việc khác ở trên bờ. Nhưng mà chủ yếu á là ông Hai á, ông làm cái việc như là giỡn trà hay hoặc là này nọ dưới sông dưới nước là nhiều. Còn khi nào mà không có rồi ông mới lên bờ ông làm mướn làm thuê cái vụ này vụ kia, nói chung là ít lắm, chiếm chừng 3% mà 3/10 à. Cái đợt đó có cái vụ như vậy là năm ba mấy tuổi nha, mà các bạn biết từ năm hai mấy tới năm ba mấy tuổi là ông cũng gặp nhiều cái việc tâm linh lắm, nhưng mà giống như là nó chỉ phớt thôi, nó không có nhiều cái ấn tượng cho nên là ông không có kể. Ông kể cái lần này á là có một cái người chết trôi, mà cái người chết trôi này là đứa con nít, nó chỉ khoảng là 12 13 tuổi thôi, nói chung nó biết bơi đó, xuống sông nó tắm rồi nó chìm. Thì ở gần cái chỗ nó tắm thì cái nước cũng bình bình, nó cũng chảy bình thường thôi. Rồi ở trên nó có một cái cây, mà cái cây đó người ta kêu là cái cây sọp gì đó các bạn. Con nít nó cũng leo lên, nó nhảy xuống, leo lên nhảy xuống, nó nghiêng vậy nè. Rồi thằng nhỏ này là cái thằng, nó tên là, ông nhớ là tên là Kiệt. À, thì gia đình cũng anh chị em cũng nhiều, nhưng mà thằng này là thằng Út, kiểu như nó ra nó tắm rồi nó chìm, mà cái nhà nó cũng khá giả đi. Rồi xong chỗ đó thì nó cũng sâu, cái thời điểm đó nó cũng sâu. Ở trong cái mé mà cách bờ cỡ chừng chục thước, là lúc đó là cái độ sâu nó cũng cỡ là 7-8 thước rồi. Rồi da dài da là coi như là sâu nhất ở ngoài giữa sông là cũng chừng 20 thước ha. Đó thì lúc đó đó, ở gần cái điểm mà cái đứa nhỏ này nó tắm nè, cỡ chừng 200 thước là chỗ đó nó có một cái quặng nước nó sấy. Hồi đó ta có nhiều có những cái mẹo. À, và khi mà kêu những ông thợ lặn này thợ lặn kia và gia đình lặn nào đó là không có tìm được cái xác của em. À, lúc đó kêu bằng kéo dài cỡ là 2 tiếng đồng hồ thì không có tìm được bé đi. Gia đình mới đi mời một cái ông thầy về để cho ông cúng coi là cái xác nằm ở đâu. Đó thì ông thầy này về ông cúng cúng rồi ông làm một cái tàu. Làm cái tàu nhưng mà nó nhỏ thôi. Nó khoảng chừng cái gối nằm ngủ của mình đó các bạn. Mà bằng giấy nha, phông ở ngoài màu đỏ. Đó thì ông mới làm hình nhân hình nộm gì trên đó đó. Rồi ông mới khiển bùa chú gì để cho nó dừng lại ở đâu. Và các bạn nên biết là ở đây là một cái vùng nước nó chảy, giống như là bây giờ là nó đang chảy đó. Cái lúc đó là cũng 5 giờ hơn rồi, 5 giờ hơn 5 giờ chiều rồi. Thì nó mới chạy là cái chỗ cái quặng sấy á. Cái quặng sấy chỗ đó nói chung là cái quặng sấy thôi, nó không phải là quá quá mạnh. Nó mới dừng lại chỗ đó đi. Mà nó không chọi nữa. Ông thầy này ổng mới kêu người là nói là bây giờ lặn xuống ngay chỗ đó là lấy cái xác nó lên liền. Nằm ở dưới đó đó. Đó, thì cái mấy cái người mà lúc đó là thợ lặn không phải là ông Hai nha, nhưng mà ông Hai ông ra ông coi. Cái thời điểm thầy lại tới là ông Hai ông ra ông coi rồi. Ông mới thấy là mấy người này mới lợi chỗ đó lặn, mà lúc đó họ lặn bằng cái cách là chỗ đó nó cũng khoảng là chừng 7-8 thước thôi. Cho nên là họ bỏ dây và cột đá đó để lặn, thì để ngay cái chỗ cái tàu đó luôn. Trên đây ai cũng lóng ngóng coi hết trơn á. Cái ông thợ lặn đó mới lặn xuống. Ông lặn xuống ông quờ quạng không có, rồi ông lo chồi lên, rồi ông quờ quạng không có, lại chồi lên 3-4 hơi như vậy. Rồi ông mới kêu là dời cái sợi dây đá nó qua một bên. Thì các bạn biết á là tuy là cục đá, ví dụ như cục đá nè,
lấy cục đá làm trung tâm nè, dời xuống cái vị trí này, thì cái người thợ lặn á, thường là bao quanh khu vực đó 3 mét, 3 mét tròn vậy nè, lấy cục đá làm trung tâm á, là kể như là người ta quờ ráo cho nó chừng á, tại vì ông Hai là người thợ lặn biết mà, thì mới để cục đá lại xung quanh chỗ đó. Ta nói cái phạm vi các bạn cứ như cái hình tròn là cỡ chừng bán kính là cỡ chừng là 6 thước xung quanh, có nghĩa là 12 thước tổng cộng hình tròn á. Khu vực đó lặn hoài không có, lặn hoài không có. Ông thầy ông mới tức mình, ông nói là ở ngay chỗ đó đó mà sao lặn không có. Còn bản thân ông thầy này thì ông đâu có phải là cái người thợ lặn đâu, nên ông đâu có lặn được. Ông mới cúng giấy rồi ông quăng đồ xuống sông các kiểu này nọ, nhưng mà cũng không có tìm được luôn. Lúc đó là khoảng tầm 7 giờ tối rồi các bạn, 2 tiếng đồng hồ nữa mà không có xi nhơi gì. Ông thầy ông tức mình dữ lắm nha, ông nói là chắc chắn chỗ đó đó mà sao mấy ông này lặn không lên được. Tôi tức bà con trong xóm người ta cũng hơi dao động rồi, kiểu nghĩ với ông thầy này nhầm khi ông dở, ông tìm không ra mà ông cố chấp. Con cái là sao mà dòm kỳ lắm nha. Lúc đó cái bà con ta mới đem đèn đuốc đồ ra này nọ nè, rồi cũng có người bà con của cái bé Kiệt này nè, cái mới đi xuống sâu xuống dưới đó coi là nhầm khi lặn thử cái hên xui đó. Cái cũng nhóm này nhóm kia lặn, cái tự động cái ông Hai cái lúc đó đó ông mới đói bụng các bạn, ông mới về ông ăn cơm. Giờ ông ăn cơm xong ông mới đảo lại, thì cái lúc mà ông ăn cơm kiểu mà ông bới một tô rồi ông ngồi ông ăn xong đi lại, thì nó mất khoảng chừng cả đi cả về lại cái chỗ đó thì khoảng chừng khoảng 30 phút thôi. Lại tới rồi mà cũng không được, ta nói ông thầy này ông cũng dậm chân dậm dò, ông tức mình tức mấy. Ông nói ngay chỗ đó mà sao mà lặn lặn không có. Mà lặn thiệt mà lặn quằn quằn chỗ đó hoài không có, chỗ quặn nước xây đó đó. Cái ông Hai ông ăn cơm ông ngồi rồi, cái ông ngồi đó ông coi, ông coi một hồi đó có chừng 10 phút á, cái tự nhiên ông xây sẩm cái mặt mày ông. Giống như choáng váng vậy đó nghe. Rồi cái nó hết, nó thoáng qua cái chừng là 10 giây thôi cái nó hết. Ông mới đứng dậy, ông mới dậy, ủa sao kỳ sao mình dậy. Nó thì mắt mà ông mới đưa ông dòm. Ở chỗ đó do là có cái 2-3 chiếc xuồng cũng đậu chỗ đó để mà neo cái cục đá cho mấy ông thợ lặn lặn nè. Thì cái đèn nó có các bạn. Tự dưng cái lúc đó ông Hai ông dòm lại chỗ đó nha. Ông mới thấy á là giống như một cái lá cây các bạn. Cái lá đó là cái lá gì đó nó cũng bự đó. Ông giờ không có rõ nhưng mà nó héo rồi. Nó cho dưới sông không biết sao nó, ông thấy nó quặn quặn cái chỗ đó mà cái nó còn cái cuốn á, cái cuốn nó cứ sôi xuống dưới đó là cũng ngay cái vị trí mà hồi nãy cái tàu của ông thầy ông thả là đó đó. Thì tự dưng ông Hai ông thấy như vậy. Đó nghe ông thấy, ông mới nói với ông thầy á, ông suy nghĩ sao không biết, tự nhiên thường thường không nói đâu, mà tự nhiên lúc đó ông lại muốn nói với ông thầy, nói thầy sao tôi thấy cái lá nó cũng cuốn chỗ đó. Ông thầy này ông nói, ừ thì cái tàu á nó cũng lợi đó là nó báo lợi dưới đó đó, mà sao mà mấy em này lặn không có, tôi tức mình. À, cái lúc này có người ở gần đó người ta mới lên tiếng, ta nói là ủa Hai sao nãy giờ mày không lặn tiếp. Dạ thấy mấy em thợ lặn quá trời, ông nào ông nấy cũng kinh nghiệm đầy mình hết trơn rồi, lặn không có sao con lặn có. Cái ông thầy này ông lúc đó ông nghe ông Hai là thợ lặn á, ông mới quay sang ông dòm. Ông dòm cái ông mới nói là ủa thằng này cái mạng này nãy mày cho tao biết cái mày xin ngày nào á. Cái mới nói cho ông nghe. Thì ông nói ủa cái mạng này lớn ơi, bây giờ mày xuống dưới mày lặn giùm tao một cái coi. Thì ông Hai đâu có cái từ chối đâu, thật ra mà nói ông cũng muốn nhảy xuống ông lặn phụ rồi, nhưng mà do ông thấy là ở dưới là mấy cái bạc tiền bối không à. Mấy cái người mà cũng hay lặn xác này nọ lắm. Rồi đâu có đến phiên mình. Mà con nít nó mới chìm vậy thì thế nào mà ông lặn cũng có. Cái ông Hai ông mới cởi đồ ra, ông cởi đồ ra ông bơi ra ngoài đó, ông bơi ra ngay cái vị trí mà giống như là ngay cái chiếc lá và ngay cái tàu của ông thầy mà lúc nãy nó dừng lại nha. Thì ông mới khắn vậy nè, ông nói là theo như cái lời mà ông thầy em chia sẻ, ông nói là có người kéo nó chết, nhưng mà cái người đó người ta giữ cái xác nó, người ta không cho lên hay sao. Thì ông mới khắn, ông nói nếu mà cái quý vị nào, ông có khắn là con ơi con phù hộ nghe, tại vì ông thầy ông nói là nít nó mới chết, nó không biết đường đâu, nó phù hộ để chỉ xác nó không biết đâu. Thì ông mới khắn nói là nếu mà cái quý vị nào mà giữ cái đứa xác của cái thằng bé nè, thằng cháu tôi, ông nói là cháu tôi, thì bây giờ tôi lặn xuống nha, cho tôi lấy cái xác nó lên đi, làm ơn làm phước cho tôi lấy cái xác nó lên đi, chôn cất này nọ, rồi tôi sẽ nói với gia đình ba mẹ nó cúng cho con heo là cũng có bàn ở trên trước rồi nghe,
ông mới giái ông khắn vậy đi. Ông mới lặn dưới các bạn. Ông lặn dưới cái ông quờ. Ông quờ một hơi một, không có cái hơi thứ hai nữa. Ông quờ 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 vậy nè. Thì ông không có thấy hình ảnh gì nha. Nhưng mà ông nghe cái tiếng nói á, giống như cái tiếng nói đó là một cái tiếng nước vậy đó. Mà nó vang ở trong cái lỗ tai ông, nó nói là ừ, đem lên đi. Ông nghe bốn chữ là ừ, đem lên đi. Ông vừa nghe xong cái chữ đó ông giật mình là ông tính trồi lên rồi đó. Nhưng mà tự nhiên cái lúc đó ông quờ trúng cái tay nhỏ đi. Ông mới chụp, ông lôi lên luôn. Ông lôi lên rồi, ông kéo rồi mấy cái ông thợ lặn kia nó mới lỡ tiếp. Nãy giờ mấy ông lặn, tao nói là bấy cho đó chứ mà không có. Mà bây giờ là ông hai lặn xuống một cái một có. Thì ông mới chụp cái đứa nhỏ ông đưa cho mấy cái ông thợ lặn ông tiếp nè. Ông mới leo xiết lên trên bờ, tại vì ông hai ông cũng sợ các bạn. Nghe rõ ràng vậy mà rồi chụp được cái tay đem lên. Ông thầy nói đó là chụp tức, nãy giờ tìm hoài mà tìm không thấy. Rồi lúc này á, ông hai ông thấy mặt mày ông hai cũng rung rồi nha. Ông lại ông kêu ông nói ơi mày có nghe cái gì hay không. Ông mới nói là ông hai ông cởi lại là con hứa là con heo, giống như nãy bàn đó. Nhưng mà con nghe cái tiếng nói á, là ừ đem lên đi. Rồi rồi đúng rồi, biết rồi, ok. Được rồi, đừng có lo. Mày không sao đâu mà đừng có lo, người ta cho mày á, tại cái mạng số mày hợp người ta cho mày lấy đem lên á. Thì qua một bữa sau, đêm đó ông hai ngủ cũng bình thường không có gì nha các bạn. Qua một bữa sau cái mới mua heo này nọ rồi mằn rồi đem ra ngay cái vị trí đó. Nhưng mà người nhà không cúng, ông thầy ông kêu chính ông hai cúng. Ông hai ông cũng cúng khấn vái như lời ông thầy ông chỉ á. Khấn vái xong rồi bỏ heo cái tụm. Mà các bạn biết ha, linh tới mức độ như vậy nè các bạn. Con heo mà khi mà họ làm chín rồi đó, họ quăng xuống dưới đó rồi, thì các bạn biết nước nó chảy mà quăng cái thịt con heo xuống thôi thì thế nào nó cũng phải dao động, nó trôi chỗ này nó trôi chỗ kia, đúng không các bạn? Chứ làm gì mà nó nằm yên ở đó được. Con heo này nó phải quá bự đâu, heo chừng khoảng mười mấy ký hả. Đó thì cái bẩm rồi thì nó chìm dưới rồi thôi. Ở đây cũng ông thầy cũng làm lễ rồi, giống như là kết lại cái vụ cúng kiến này nọ xong xuôi đâu đó rồi, bé cũng được chôn cắt rồi đó. Thì đâu hai ngày sau nha, người ta lại thấy các bạn, giống như con heo bây giờ là nó phình lên rồi. Nhưng mà lạ một điều là nó nằm đó ngay chấp chỗ đó luôn, chứ nó không có trôi đi chỗ nào khác hết trơn. Bởi vì đâu có ai dám vớt, đâu có ai dám xô đẩy nó ra đâu. Thì cái bữa đó nó phật lên sớm ta coi, nhưng mà coi khoảng chừng 5 phút vậy là nó chìm xuống, giống như là một cái gì ở dưới đó là đang là nói báo cho mấy người biết là ở chỗ này là tôi ở đó, chỗ này là linh ứng đó. Riết rồi chỗ đó nó thành một cái, người ta có làm một cái miếu nhỏ ở trên bờ các bạn. Mấy ông ghe cộ rồi đi ngang này nọ hay ngừng vô đốt cái nhang rồi mới đi, cho nó linh lắm. Mà sau đó thì con họ cái chỗ đó cũng không có thấy là phá phách cái gì hay là quậy phá cái gì nha. Nhưng mà qua khoảng chừng nửa năm trời các bạn, thì cái hôm đó như thế này nè, ông hai ông đang đi trên đường về, kiểu là cũng đi đám tiệc rồi về hơi trễ thôi. Cái ông mới đi về, ông đi về trên tối trời vậy đó, mà trời bữa đó có trăng, ông đâu có đèn đuốc gì đâu, đâu cũng cỡ 9 giờ mấy á. Thì ông mới đi, cái ông mới gặp là ở phía xa ngoài trước có người đứng cặp mấy đường mà cái bóng nhỏ xíu hả, như đứa nít vậy đó. Mà lúc này cũng 9 giờ mấy rồi, ông mới nghĩ là trời, con cái nhà ai mà để đây vậy. Ông thấy rõ ràng đứng đó nha, tới khi mà ông đi gần lại á, cách chừng mười mấy thước thì mất tiêu. Ông mới giật mình, ông nói ủa sao giờ cái chỗ này có ma nữa trời, mình đi hoài đâu có bị nhát đâu mà bây giờ bị nhát. Mà lúc này là ông hai ba mấy tuổi, ông cũng gan lắm rồi, trải qua mấy cái sự việc lần đó là nhiều lần lắm, giờ ông cũng gan rồi. Ông nói ủa đứa nhỏ nào mà tự nhiên nó đứng đây hồn ma đâu mà dây. Rồi trong xóm mình chỉ có nửa năm trước thằng Kiệt nó chết thôi, mà cái dáng hồi nãy mình giờ mình sực nhớ là sao cũng giống dáng nó. Có một cái là chỗ này là không có gần nhà nó, phải đi một đoạn cả chừng là 100 thước nữa mới tới nhà nó, và khoảng 300 thước nữa mới tới cái địa điểm mà hồi lần nó chết. Thì thôi ông cũng đi, ông thấy vậy rồi thôi không thấy nữa rồi đi. Ông đi một mạch về nhà, ông về tới nhà rồi cũng không thấy gì nữa nghe. Cái ông ngủ một giấc vậy cứ tới không biết mấy giờ, khuya rồi, ông đang ngủ ngon lành vậy mà ông ngủ ông chống cái cửa sổ lên ông ngủ á, cái ông mới bị khều, nó khều cái vai ông vậy nè. Nó khều cái ông cũng tưởng là nhầm chở mình này nọ, khi vợ mình đụng mình này nọ, đâu có nghĩ gì nhiều đâu. Thì ông mới nghe cái tiếng nói á,
cái tiếng nói của đứa con nít nghe mà nó nói nó càng nhựa hà. Nó nói cảm ơn chú nghe, cảm ơn chú hai nghe chú hai. Ông mới giật mình đi. Ông nghe cái giọng cà dên cà nhựa, ông giật mình, ông bật về, ông quay mặt ra. Ông mới thấy nó đứng cách cái cửa sổ á, đứng được mắt cách cái cửa sổ đâu có chừng là 5-6 thước các bạn. Mà ông biết sao lúc đó làm như nó cố tình nó cho ông thấy, ông thấy dòm rõ cái mặt của thằng Kiệt. Mà cái mặt nó giống như cái mặt là vô hồn nha. Nó trắng mà trắng xanh. Trắng xanh. Còn có mắt nó thì đen rồi à. Nó không có mặc đồ trắng vậy chứ, nó mặc cái đồ giống như cũng tối tối bình thường, không có dòm rõ đồ gì. Mà nó con mắt nó nâu nâu đen mà cái mặt trắng xanh mà nó nhanh miệng nó cười. Nó cười xong cái mất tiêu. Ông giật mình, ông lồm cồm ngồi dậy nha. Ông kêu vợ ông thức dậy rồi ông nói là trời ơi tôi gặp thằng Kiệt. Nó giờ nó cảm ơn ổng các bạn. Mà lúc đó ông chưa dám chắc nữa nha. Ông nghĩ là nhầm khi nó nhát ông nó hù ổng này nọ gì không biết. Nhưng mà rõ ràng là ông nghe cái từ cảm ơn. Có cái là 80% thôi chứ 100% thì ông chưa chắc là nó giờ nó cảm ơn ổng. Thì mới có qua sáng hôm sau thôi. Ông đang ngồi ngoài quán muốn cà phê, ông không có kể chuyện này ra đâu, ông không muốn kể đâu. Thì ba của bé Kiệt á mới đi qua mới nói là ơi thằng hai anh nói này mày nghe nè. Cái ông hai mới nói là ủa cái gì vậy anh, cái gì mà thấy anh làm bộ nghiêm trọng vậy. Thì ông mới kéo qua cái chỗ giống như là không có người ngồi gần á, ông mới nói là hồi tối mơ mới tao nằm mơ tao thấy là thằng con tao nó nói với tao, tức là ông nói thằng Kiệt á, nó nói với tao là hồi khuya á con có cảm ơn chú hai Dũng rồi. Nó thẳng tên chú hai Dũng luôn. Thì lúc này ông hai mới giật mình nè, ông mới quay sang ông kể lại cho cái ông cha của bé Kiệt nghe. Tao nói kể ra cha bé Kiệt khóc các bạn. Không biết sao hồi đó nó không cảm ơn mà bây giờ nó lại cảm ơn. Đó thì cha của bé Kiệt á cũng muốn là đền cái ơn cho con của mình. Thì cái việc này nó hy hữu về tâm linh rồi. Ông cũng không biết cái nguyên do làm sao mà con mình mang ơn, thì chắc nghĩ là đem được cái xác nó lên nó mang ơn. Cái ông mới cúng. Ông cúng rồi sau đó ông mới, nói chung là ông có giúp đỡ. Ông giúp tiền thì ông Hai Dũng không có lấy. Ông chỉ giúp đỡ theo kiểu là đợt đó là ông Hai ông không có đắc mặt. Thì cái ông này ông mới có đắc. Ông mới cho năm, ông không phải là ông cho năm công đắc mà ông để là năm công đắc cho mặt. Là kiểu giống như là mặn bắp mỗi lần đó các bạn. Thì mặn đi, ông không có lấy tiền mướn tiền thuê gì hết trơn á. Ông cho sử dụng. Cho thì không phải cho đắt nha, nhưng mà cho sử dụng phần đắt. Đó thì ông hai nó cũng nhờ cái phần đó các bạn. Mà mặn được đâu cũng cỡ là 7-8 năm. Thì gia cảnh rồi nó cũng đỡ lại. Đó thì lúc đó cái con cái của cái người đó đó là kiểu như lúc đó là cũng mười mấy tuổi rồi, mới là hồi lần hay kiểu mà tập tành cho con cái mặn này nọ đó. Thì ông hai thấy cũng đủ, ông mới qua ông tự động chủ động chứ không phải là ông kêu ông đòi nha. Ông chủ động nói là thôi bây giờ để lại cho con cái tập tành mặn đi, tôi cũng có một ít vốn rồi, tôi mướn chỗ khác tôi mặn đó. Thì cái tình cảm giữa hai bên gia đình là lúc đó là nó cũng tốt lắm các bạn. Rồi cái đợt này là năm mà ông hai ông nói là lúc đó ông khoảng là 35 tuổi vào cái ngày Tết nha. Mà hồi đó giờ ông bà mình hay nói cái ngày mà giao thừa đó là cái lúc mà vong hồn của giống như là cái quan niệm dân gian người ta nói là ở dưới sẽ cho những cái vong hồn này nó lên trở về nhà ăn Tết rồi vào ngày 30. Đó từ tới hạ niêu là họ về. Thì cái ngày đó hay là có vong đi lởn quởn ngoài đường lắm. Cái hôm đó mà một lần Tết nó vui lắm. Theo như cái lời ông hai nói là làm cả năm trời mà tới mấy cái ngày Tết nó vui lắm. Mặc dù nó không có đủ điều kiện xa hoa như mình bây giờ, nhưng mà người ta trông chờ đợi tới mấy cái ngày Tết là nôn nao, nó vui lắm các bạn. Thì cái hôm đó là do là người ta có cái lợi là 12 giờ khuya phải cúng giao thừa. Cho nên là thường mấy ngày Tết và mấy ngày đó là không ai ngủ chứ. Nhà không ai ngủ chứ, nhưng mà cúng giao thừa xong rồi mới có người ngủ thôi. Còn chưa cúng là không ai ngủ. Cái ông hai ông cũng cúng giao thừa ở nhà. Xong rồi cũng như hàng xóm này nọ cũng người này người kia cúng nè. Rồi đi qua năm nay anh cúng cái gì, nói chuyện chơi mấy ngày Tết mà rơm rã cho nó vui. Cái đâu lúc đó là cũng đâu 1 giờ mấy rồi. Thì thôi ông cũng về ông ngủ. Ông về tới nhà thì vợ của ông hai, bà hai cũng đem đồ cắt trơn xong xuôi đó rồi. Mà hồi đó hay kiểu mà treo cây nêu ngoài trước nhà các bạn, thì cũng treo xong xuôi đâu đó trơn rồi, không có còn gì trơn á.
chỉ là vô nhà là ngủ thôi. Cái ổng mới đi nhà, ổng vô nhà, ổng vô nhà cái ổng mới nghe cái tiếng kêu quấn sau lưng á, kêu là chú ơi, chú ơi. Ổng mới quay mặt ra ổng dòm thì ổng thấy là có một cái ông già, mà cái ông già này cái kiểu giống như cái ông già ăn xin vậy đó các bạn. Ông già hồi đó mấy người ăn xin tại vì cái thời khó khăn mà ăn xin nhiều lắm. Rồi ông hai mới nghĩ là chắc hôm nay ông ăn xin, thôi bây giờ mình đi ra mình hỏi ông coi ông cần gì, ông đói thì mình bớt cơm cho ông ăn, tại vì nhà cũng có đồ cúng còn dư nè, mà hồi đó người ta hay kho thịt lắm, thịt kho hộp vịt á để ăn mấy ngày Tết á. Thì cái quan niệm là một Tết là người ta không có làm, chỉ là vui chơi thôi chứ không có làm. Cái ông hai ông mới đi ra, thì khi ông đi ra, ông đi gần tới cái sân của nhà ông, mà cái lúc đó đó ông mới nghiệm nghiệm trong đầu thôi, kiểu suy nghĩ ông nói là thôi bây giờ ông cặn nghiệm cặn mấy mình cho ông ít tiền, tại hồi đó mình cũng khổ. Thì khi mà đi ra cái tự nhiên nó, ủa đâu ông đâu mất tiêu rồi, ông đâu có mất tiêu rồi sao không thấy ông nữa, ủa ông ơi, ông ơi, ông đâu ông ơi, kêu vậy đó. Tự nhiên cái lúc đó đầu óc say sẩm các bạn, đầu óc ông hai say sẩm, không thấy ông nghe nhưng mà đầu óc say sẩm. Rồi tự động đi vô trong nhà, đi vô trong nhà cái lấy cái thịt kho hộp vịt đó, lấy sành tô như nè, cho bới tô cơm đem ngay ra ngoài cái chỗ mà vị trí nào ông đứng á, rồi đặt xuống. Rồi cái ông hai cũng say sẩm trong đầu chỉ biết làm vậy thôi. Xong cái ông đi ngược vô trong nhà thì tự động á, ông mới giật mình, ủa sao tự nhiên mình đi bới cơm mình đem gì đó làm gì mà nó gặp cái người đó đâu. Ông hoang mang rồi, bị người ta khiến các bạn, kiểu như là thức khuya rồi yếu hay sao không biết bị ta khiến, khiến cho ông vô nhà lấy thịt kho hộp vịt rồi lấy cơm này nọ đem ra đợi đó. Tới khi mà ông đi vô trong nhà rồi ông mới giật mình, nó cái ông mới vô nhà ông nằm, ông nói thôi kỳ quá đợi vậy luôn chứ giờ sao. Vô nhà ông nằm, ông nằm cái ông theo kiểu là ông ngủ không được á, đâu có chừng 10 phút sau ông mới đi ra. Ông đi ra, ông đi ra, ông dòm thử coi sao á, thì lúc đó ông thấy các bạn, ông thấy là cái ông đó cái ông cụ đứng ngoài đó đó, ông gật đầu nè, kiểu cảm ơn á, gật đầu cái xong bỏ ông đi. Cái lúc này cái ông hai ông cũng sợ đi, cũng hơi ớn ớn. Cái ông mới kêu vợ ông dậy, ông nói em bây giờ em ra đây với anh cái. Ông làm bộ ông kêu đi ra chung với ông á. Ông đi ra tới ngoài đó, rồi ông mới cầm cái thịt kho hộp vịt đó đó với cái cơm á, ông mới cầm đem vô. Thì lúc đó là không có nghe mùi nha, thật sự là không có nghe mùi. Nhưng mà lạ một điều là đi vừa tới trong bếp thôi các bạn, tự nhiên cái nghe cái mùi nó kỳ rồi. Không phải là nó quá thiêu nhưng mà nó khác khác rồi, nó kỳ kỳ rồi. Mà trong khi ông đem ra ông để ngoài đó chừng mười mấy phút à, ông đem vô cái ông mới nói là vợ mới hỏi là sao ông làm gì ông đem vậy. Thì ông hai mới nói nhỏ cho nghe, rồi ông mới lấy đồ ông đậy là cẩn thận nghe, ông đậy là cẩn thận, ông nghĩ là bây giờ đợi thử coi sao, là chắc chắn thịt kho hộp vịt mà đậy cẩn thận các kiểu là không bao giờ nó hư đâu, nó mấy ngày sau chưa chắc gì hư nữa. Thì ông mới nói đợi xử thôi, sáng nó có ôi thiêu gì không. Cái đợi hai vợ chồng đậy kín cưỡng, đậy không hở gì cho nghe, đợi kỹ lắm, rồi treo trên giống đàng hoàng. Cái vô ngủ, ngủ cái 4 giờ mấy thức dậy, 4 giờ mấy thức dậy thì hai vợ chồng đi ra thiêu các bạn. Thiêu thiệt luôn. Rồi biết rồi, vậy là người ta đói, người ta xin ăn. À, rồi, thì Bảo sẽ tạm dừng câu chuyện của ông Hai Dũng ở đây. À, cái chuyện của ông Hai Dũng này còn nữa các bạn, còn nhiều cái chuyện các bạn nghe mà lạnh sống lưng lắm. Ông Hai nói nếu mà chuyện ma mà ông thấy hay hoặc là ông nghe này nọ, ông kể cho Bảo nghe cầu là từ một ngày trời không biết hết chưa. Cho nên là ông Hai Dũng cái kho rồi, mình nghe từ từ nha các bạn. Thì bữa nay mình nghe cái tập này đi, rồi thí dụ như ngày mai á, có thể khả năng là nếu mọi người thấy hay thì cứ bình luận bên dưới, Bảo sẽ gửi tiếp một tập nữa của ông Hai. Còn bằng không thì chúng ta sẽ nghe tập khác, rồi sau này sẽ quay lại chuyện của ông Hai. Bởi vì phải cắt ra các bạn cho những người khác người ta gửi chuyện nó cũng bị nhiều. Rồi bây giờ Bảo xin chào, hẹn gặp lại, chúc mọi người có một đêm ngon giấc.